Với nhiều hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ hội nghị thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, Thừa Thiên Huế hướng đến xây dựng nông nghiệp phát triển bền vững, an toàn, ứng dụng công nghệ cao. Hội chợ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, hoạt động xúc tiến thương mại đầu tiên với quy mô tập trung cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế. Với trên 1.650 công trình và phần việc thanh niên đã triển khai trong 5 năm qua, thanh niên Thừa Thiên Huế đã để lại những dấu ấn rõ nét, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Xin kính chào và cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả dành cho chương trình Huế ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cùng với những tin chính vừa rồi, chương trình sáng nay thứ ba ngày 30 tháng 7 cũng sẽ có nhiều nội dung đáng chú ý khác. Sau đây là những tin tức chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp Thừa Thiên Huế. Tham dự hội nghị về phía lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có ông Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Về phía lãnh đạo tỉnh có ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng trên 250 đại biểu là các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước, lãnh đạo các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ khẳng định, Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng về phát triển nông nghiệp với diện tích đất sản xuất nông nghiệp hơn 70.000 ha, 335.000 ha rừng, có tính đa dạng sinh học cao. Trong thời gian qua, cùng với việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách để hỗ trợ phát triển nông nghiệp, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Như vậy đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới mạnh mẽ về cơ chế chính sách để huy động nguồn lực phát triển nhanh kinh tế nông thôn. Tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp giai đoạn 2009-2018 bình quân 4,65%. Tuy nhiên, đánh giá chung cho thấy lĩnh vực nông nghiệp vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng và chưa thực sự hiệu quả, tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn chậm. Để khắc phục tình trạng này, tỉnh đang tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Tỉnh Thừa Thiên Huế đang kêu gọi đầu tư vào các dự án nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về giống, áp dụng sản xuất tiêu chuẩn Việt Gáp, các dự án phát triển chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, dự án nuôi tôm trên cát ứng dụng công nghệ cao kết hợp biện pháp quản lý tiên tiến, thân thiện môi trường. Trong chiến lược tái cơ cấu là cái trong vùng nuôi của Thừa Thiên Huế thì chúng tôi định hướng là phát triển ngay để phục trang lại, để khôi phục lại những cái giống cây trồng mà cái đặc thù, những cái đặc sản của Huế, một trong những cái yếu tố quan trọng cho phát triển du lịch bền vững, nông nghiệp bền vững. Cái hai là triển khai cái co-op mỗi làng một sản phẩm, nó xuất phát từ những cái sản phẩm đặc sản của địa phương, họ tự nguyện đăng ký và chúng ta tạo điều kiện về các tiêu chí áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, nâng cao chất lượng. Mà tôi khẳng định lại là chúng ta phải dựa vào những cái nguồn giống, những cây con mà đã có sẵn Thừa Thiên Huế để phát triển. Tuy đây là một thế cạnh tranh rất lớn của Thừa Thiên Huế, đảm bảo được định hướng phát triển bền vững, nhiều thế mạnh riêng có. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao ý tưởng tổ chức hội nghị và nhấn mạnh, hiện 63 tỉnh thành trên toàn quốc thì mỗi tỉnh thành đều có ưu thế khác nhau trong lĩnh vực sản xuất, phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên, đối với Thừa Thiên Huế là địa phương có vị trí địa lý, lịch sử, các di sản văn hóa chính là lợi thế đặc biệt của tỉnh. Đặc biệt với giá trị tài nguyên thiên nhiên lớn, giàu tính đa dạng sinh học là lợi thế giúp địa phương phát triển ngành kinh tế nông nghiệp đa dạng, hướng đến văn hóa du lịch, nhất là nông nghiệp công nghệ cao. Bộ trưởng khẳng định Thừa Thiên Huế không chỉ sản xuất nông nghiệp mà phải là kinh tế nông nghiệp, đặc biệt là hình thành một nền nông nghiệp đặc sản mang đậm bản sắc văn hóa rất riêng của Huế, một nền nông nghiệp đa dạng và toàn diện, một nền nông nghiệp hữu cơ. Trong chương trình phát triển tái cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của tỉnh Thừa Thiên Huế thì đi theo một cái hướng riêng của mình, đó là khai thác cho được các yếu tố mang tính lợi thế về văn hóa, về đa dạng sinh học, về yếu tố địa lý, về vị trí đặc biệt. Và từ cái nông nghiệp thì cố gắng phát triển làm sao để hướng đến trung tâm của nó, đó là dịch vụ du lịch. Thừa Thiên Huế chúng ta phải có một cái nền kinh tế nông nghiệp làm sao mà đa dạng này, văn hóa này, đặc sản này, thế rồi mang thương hiệu riêng của mình. Tại hội nghị, những tiềm năng thế mạnh và thành tựu của ngành nông nghiệp Thừa Thiên Huế đã được giới thiệu. Hội nghị là cơ hội để các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã hỗ trợ thúc đẩy hợp tác, giao lưu kết nối giao thương với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Ngoài mục đích này, hội nghị cũng nhận được ý kiến trao đổi, thảo luận, các bài tham luận với các diễn giả là chuyên gia đầu ngành trong nước, ngoài nước về nông nghiệp và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, với mong muốn đóng góp xây dựng nông nghiệp Thừa Thiên Huế phát triển bền vững, an toàn, ứng dụng công nghệ cao. Ngày nay người ta nói nhiều đến phát triển bền vững,
Thì theo hướng này thì chúng ta khai thác những cái giá trị về văn hóa, các cái đặc sản, các cái món ăn truyền thống của Huế, của cái đất Huế này, thì chúng ta hoàn toàn có thể đạt được cái đó. Và khi chúng ta triển khai cái chương trình OCOP thì nó đi theo hướng là người dân đứng ra tổ chức để mà dựa trên các cái lợi thế sẵn có mà độc nhất vô nhị của mình mà không đâu có được. Thì bằng cách đó, người dân thay vì là đi làm thuê thì bây giờ trở thành làm chủ nhân của quá trình phát triển. Thì như vậy nó bảo đảm cái quá trình là bảo đảm cho cái việc là công bằng và xã hội. Có nghĩa là lợi ích được chia sẻ một cách hài hòa. Cây ăn trái ở Huế là không phải chỉ có thanh trà, nhiều thứ lắm. Mà thực tiễn đã cho thấy điều đó. Thí dụ như là những cái cây mà ăn trái cao cấp, thí dụ như sầu riêng. Thì bà con đã trồng ở Nam Đông, đã trồng ở A Lưới rồi. Thì những cái đó là những cái thực tiễn sinh động mà mình cần phải nhân nó lên để làm giàu cho bà con. Nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển, đặc biệt là phát triển các sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao và các sản phẩm ứng dụng công nghệ cao. Tỉnh đang chỉ đạo các ngành địa phương xây dựng danh mục các dự án kêu gọi đầu tư với các chính sách ưu đãi. Dịp này, tỉnh cũng đã trao quyết định chủ trương đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao FAM Thừa Thiên Huế cho công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu nông sản FAM với tổng mức đầu tư 125 tỷ đồng. Dự án vườn bách thảo trên sông tại xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà cho công ty trách nhiệm hữu hạn Tiến Đạt với mức đầu tư 40 tỷ đồng và dự án khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại phường Hương An, thị xã Hương Trà cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và du lịch Khang Hân với mức đầu tư hơn 10 tỷ đồng. Trong chiều qua, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về tình hình phát triển nông nghiệp nông thôn của địa phương. Tham dự buổi làm việc với đoàn có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Trường Lưu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông tin với đoàn về một số kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, hiện nay khu vực nông lâm thủy sản chiếm tỷ trọng 11,39%, tăng 2,19%, cao hơn mức tăng cùng kỳ là 2,15%. Tuy nhiên, trong nửa đầu năm nay, phát triển sản xuất nông nghiệp địa phương gặp rất nhiều khó khăn khi nắng nóng kéo dài, gây khô hạn trên diện rộng. Hàng ngàn hecta lúa hè thu thiếu nước tưới nghiêm trọng. Tình hình chăn nuôi cũng gặp khó khăn, dịch tả lợn châu Phi tái phát trên diện rộng, làm cho chăn nuôi lợn giảm sút. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quan tâm hỗ trợ một số nhóm vấn đề liên quan, đó là thành lập khu bảo tồn biển Hải Vân Sơn Trà để bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại khu vực này. Xem xét thống nhất chủ trương cho tỉnh mở rộng diện tích rừng đặc dụng để mở rộng khu bảo tồn loài sao la và thành lập mở rừng đặc dụng tại khu vực Bắc Hải Vân, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển du lịch sinh thái cũng như thu hút nguồn vốn đầu tư cho bảo tồn vùng cảnh quan quan trọng này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề xuất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham mưu chính phủ trang cấp cho địa phương tàu kiểm ngư để triển khai công tác kiểm ngư có hiệu quả, công bố loại máy hợp quy đối với thiết bị giám sát hành trình trên các tàu cá tại địa phương để các địa phương tuyên truyền vận động ngư dân sử dụng đúng chủng loại, tránh lãng phí. Hỗ trợ tỉnh xây dựng dự án từ nguồn tài trợ vốn ODA về bảo tồn và phát triển thủy sản vùng đầm phá Tam Giang Cầu 2 với mục tiêu quản lý bền vững hệ sinh thái đặc biệt, hỗ trợ triển khai dự án quy hoạch và phát triển hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản, dự án ứng dụng công nghệ nuôi trồng thủy sản đạt tiêu chuẩn quốc tế để xuất khẩu. Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường ghi nhận các nhóm kiến nghị của tỉnh, đồng thời yêu cầu các cục vụ thuộc bộ sớm xem xét những kiến nghị của tỉnh để bổ sung vào giải pháp, giải quyết những vấn đề ưu tiên cho sự phát triển lĩnh vực nông nghiệp của địa phương. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng mong muốn tỉnh Thừa Thiên Huế cần chuẩn bị tốt kế hoạch kỷ niệm 20 năm lũ lịch sử năm 1999, nhằm qua đó nâng cao nhận thức công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho cộng đồng người dân. Lựa chọn những sản phẩm tiêu biểu để xây dựng OCOP, mỗi xã phải có một sản phẩm đặc trưng đến năm 2020, phải xây dựng đề án nhân lực phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, hướng tới ứng dụng công nghệ cao để đầu tư cho nông nghiệp. Trong dịp diễn ra sự kiện thúc đẩy phát triển nông nghiệp tỉnh, cùng với trao quyết định chủ trương đầu tư cho nhiều dự án trong lĩnh vực nông nghiệp, các thỏa thuận hợp tác phát triển lĩnh vực này đã được ký kết giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế với Công ty Bù Nông Hàn Quốc và Công ty Cổ phần Tập đoàn Quế Lâm. Tham dự lễ ký kết có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ. Theo đó, nội dung hợp tác gồm giới thiệu một số vị trí phù hợp để Công ty Bù Nông Industrial nghiên cứu khả thi dự án nhà máy giết mổ gia súc tập trung, trang trại nuôi lợn nái trên địa bàn tỉnh, hệ thống kho lạnh, hệ thống phân phối trên địa bàn thành phố Huế và vùng lân cận, hợp tác đào tạo, tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ và nông dân thực hiện quy trình kỹ thuật chăn nuôi hiện đại.
ký hợp đồng cung cấp giống, thuốc, thức ăn, quy trình chăn nuôi công nghệ cao theo tiêu chuẩn Hàn Quốc và cam kết thực hiện bao tiêu sản phẩm đầu ra cho các hợp tác xã, hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Đối với công ty cổ phần tập đoàn Quế Lâm, nội dung hợp tác là rà soát, xác định vùng canh tác nông nghiệp hữu cơ gắn với sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản hữu cơ. Hợp tác đào tạo, tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ và nông dân thực hiện quy trình kỹ thuật sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn Việt Nam. Cung cấp và hướng dẫn cho nông dân sử dụng các loại phân bón hữu cơ vi sinh, phân khoáng hữu cơ, các chế phẩm sinh học mang thương hiệu Quế Lâm trong sản xuất nông nghiệp. Đưa công nghệ vi sinh vào xử lý các phế phẩm trong trồng trọt, trong chăn nuôi, trong chế biến sản phẩm nông lâm ngư nhằm bảo vệ môi trường. Trên cơ sở các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ được quy hoạch trên địa bàn của tỉnh, thực hiện xây dựng mô hình và nhân rộng mô hình theo chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đối với một số cây trồng và vật nuôi chủ yếu của tỉnh Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị, trong khuôn khổ các hoạt động thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, hội chợ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế được tổ chức tại Trung tâm Thể thao số 1 Hà Huy Tập, thành phố Huế. Hoạt động giúp các cơ sở sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp có cơ hội giới thiệu trực tiếp thông tin sản phẩm đến khách hàng. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại đầu tiên với quy mô tập trung cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế, quy tụ 60 gian hàng, giới thiệu tiềm năng thế mạnh, thành tựu về phát triển nông nghiệp của địa phương. Trưng bày và trao đổi mua bán các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, ứng dụng công nghệ, quy trình sản xuất tiên tiến, những sản phẩm nông sản an toàn, chất lượng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp và làng nghề nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Các sản phẩm nông nghiệp tham gia hội chợ đảm bảo các tiêu chí về nguồn gốc, chất lượng, an toàn và ứng dụng công nghệ cao, đã được các cơ sở doanh nghiệp xúc tiến đăng ký công bố chất lượng hoặc đã đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ. Nhiều sản phẩm đã định hình thương hiệu của các doanh nghiệp như Quế Lâm, Huế Việt, Kim Vui, Yes Huế. Đến với hội chợ lần này thì Quế Lâm giới thiệu cho người tiêu dùng những sản phẩm được ứng dụng công nghệ cao. Cụ thể đây là công nghệ men vi sinh, như là sản phẩm thịt lợn hữu cơ của Quế Lâm của chúng tôi là ứng dụng công nghệ men vi sinh trong thức ăn và men vi sinh trong rải chuồng. Sắp tới thì là Quế Lâm cũng sẽ là đầu tư để khai thác các nông sản đặc sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để mà đa dạng hóa các dòng sản phẩm. Ngoài việc giới thiệu cho người thị trường ở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thì chúng tôi còn giới thiệu đi khắp cả nước và khắp bạn bè thế giới. Kim Vui đã được đi học hỏi và rất nhiều các cái nước bạn châu Á là về sau này hình thành một cái chuỗi nông nghiệp giá trị. Thì khi mà thành lập một cái chuỗi giá trị thì nó sẽ đem đến những cái sản phẩm mà không những ASEAN mà thế giới phải công nhận, đó là những sản phẩm sạch và organic của Thừa Thiên Huế. Hội chợ quy tụ nhiều sản phẩm nông sản được chăn nuôi sản xuất theo quy trình hữu cơ gồm rau, quả, gạo, thịt, trứng. Các sản phẩm thực phẩm nông sản chế biến như bún, bánh canh khô, các loại bột ngũ cốc, các loại đặc sản tinh dầu tràm, trà rau má. Các sản phẩm được làm từ nguyên liệu thân thiện môi trường như ống hút, túi xách, giỏ đựng, mũ, chiếu, làm từ cỏ bằng của Huế Việt. Các sản phẩm gia dụng được làm bằng mây tre của hợp tác xã Mây Tre Đan Bao La. Một số sản phẩm mới của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản trên địa bàn cũng được giới thiệu tại hội chợ. Huế Việt thì vừa mới ra đời cái ống hút cỏ bằng, cái ống hút làm từ cây sậy và cái sản phẩm mới nhất là cái rong câu chỉ vàng được nhà người dân ở vùng Đầm Phá Tam Giang thu hoạch được và chúng tôi đã ra cái sản phẩm. Chúng tôi mong muốn là có nhiều người tiêu dùng biết thêm về những cái sản phẩm mà hiện nay ở Huế làm được rồi. Tụi em có những cái bước cực kỳ quan trọng, đó là bước đầu tiên là mình sản xuất được cái con giống, mình có mã số truy xuất nguồn gốc của con giống. Và cái cuối cùng là tụi em sản xuất được cái sản phẩm thành phẩm thì tụi em cũng có cái mã số truy xuất nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo cho những cái thông tin mà bà con của mình sử dụng để đảm bảo được biết. Hội chợ còn là nơi kết nối công nghệ và dịch vụ phục vụ ngành nông nghiệp. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại giúp các cơ sở sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp có cơ hội giới thiệu trực tiếp thông tin sản phẩm đến khách hàng, đồng thời nhận được phản hồi từ người tiêu dùng thông qua việc trao đổi, thăm dò ý kiến hay mời dùng thử sản phẩm. Hội chợ sẽ là cầu nối giao thương, thúc đẩy hợp tác đầu tư, giúp doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có cơ hội tìm kiếm khách hàng mới, gặp gỡ các nhà phân phối, tạo cơ hội kinh doanh mới. Tiếp tục chương trình với những thông tin khác. Chiều qua, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 06 của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm.
Trong 5 năm qua, công tác phối hợp giữa Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh với các cơ quan liên quan, công an, hải quan, biên phòng, thanh tra, thuế, kiểm lâm, quản lý thị trường để triển khai công tác tiếp nhận xử lý nguồn tin tội phạm, điều tra truy tố, xét xử các vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến tích cực. Cụ thể, cơ quan kiểm sát tỉnh đã thụ lý 5.164 tin báo tố giác tội phạm và giải quyết được 4.996 tin. Trong đó khởi tố điều tra 2.950 vụ, không khởi tố vụ án hình sự 2.046 vụ, tạm đình chỉ 22 tin báo, chuyển qua nơi khác để điều tra xử lý theo thẩm quyền 71 vụ. Quá trình điều tra khởi tố không có trường hợp nào oan sai, hạn chế thấp nhất việc bỏ lọt tội phạm. Hội nghị cũng đã tập trung phân tích làm rõ những tồn tại hạn chế trong thực hiện chỉ thị số 06, đồng thời tiếp tục triển khai các giải pháp tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố, nâng cao chất lượng hoạt động thực hành quyền công tố, đảm bảo cho việc giải quyết các vụ án hình sự kịp thời, khách quan, toàn diện, triệt để. Sở Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh, nghiên cứu thực trạng nguồn thu nhập và đề xuất giải pháp nâng cao thu nhập cho các hộ ngư dân vùng bãi ngang ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế. Đề tài do Học viện Chính trị khu vực 3 chủ trì thực hiện. Mục tiêu của đề tài là nhằm đánh giá thực trạng bức tranh đời sống, thu nhập, chỉ tiêu, tình trạng nghèo, đặc điểm nhân khẩu học, sinh kế của các hộ ngư dân vùng bãi ngang ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế, lượng hóa những nhân tố và mức độ ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ ngư dân. Qua đó đề xuất một số giải pháp cụ thể, khả thi góp phần cải thiện, nâng cao thu nhập cho các nhóm hộ ngư dân vùng bãi ngang ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể là đã đưa ra một số nhóm giải pháp hoàn thiện cơ chế chính sách nâng cao đời sống và thu nhập, giải quyết việc làm, đa dạng hóa ngành nghề và phát triển nguồn nhân lực, giải pháp thị trường và phát triển chuỗi giá trị thủy sản của các hộ ngư dân vùng bãi ngang ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhóm giải pháp về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác và nâng cao năng lực quản lý nguồn lợi thủy sản và môi trường ven bờ, cũng như phương án ứng phó và giảm nhẹ thiên tai trong cộng đồng ngư dân bãi ngang ven biển. Đề tài chủ yếu tập trung nghiên cứu trên phạm vi 4 huyện có các xã phường bãi ngang thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế gồm huyện Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền, Phong Điền. Hội đồng khoa học đã đánh giá cao về những luận cứ khoa học và tính khả thi của các nhóm giải pháp mà đề tài nghiên cứu đã đưa ra. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiệm kỳ qua, cả cấp hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế đã tập trung thực hiện tốt chức năng tập hợp, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy vai trò thanh niên, khẳng định vai trò vị thế tổ chức hội trong xã hội, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh. Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 7. Mời quý vị cùng nhìn lại những dấu ấn hoạt động của hội trong nhiệm kỳ qua phóng sự sau. Những năm qua, khắc ghi lời Bác dạy, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Các thế hệ thanh niên Thừa Thiên Huế luôn là lực lượng xung kích trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, trong đó phải kể đến những hoạt động thiết thực của Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế. Những hoạt động này đã góp phần giáo dục và cổ vũ tinh thần sống đẹp, nhân ái, nghĩa tình trong thanh niên. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đội ngũ y, bác sĩ trẻ, thầy thuốc trẻ trong tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần tích cực vào công tác chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân. Hội Thầy thuốc trẻ hàng năm thì thường làm lễ ra quân ngày Hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, và sau đó chúng tôi sẽ triển khai các cái chương trình liên tục để chào mừng các cái ngày lễ lớn, như là chương trình tổ chức khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí, tập huấn sơ cấp cứu, rửa tay bằng xà phòng và tuyên truyền về các bệnh lây nhiễm, các bệnh của xã hội và nâng cao ý thức về chăm sóc sức khỏe nhân dân cho các bà con ở vùng sâu, vùng xa, những nơi mà thiếu các cái hiểu biết và các cái phương tiện để mà tự chăm sóc sức khỏe. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ hội trong toàn tỉnh luôn xác định công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng và phát triển tổ chức cơ sở hội là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Với việc đa dạng hóa các loại hình tập hợp thanh niên, nâng cao chất lượng sinh hoạt cơ sở hội, chủ trọng xây dựng hội ở các địa bàn lĩnh vực thanh niên đặc thù, bởi vậy mạng lưới tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở đã phát triển rộng khắp. Song song với công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh, Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp đã phát động và tổ chức nhiều phong trào hành động trong thanh niên, trong đó tiêu biểu và nổi bật nhất là phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. 5 năm qua, các cấp bộ hội đã thực hiện 1.654 công trình phần việc thanh niên, phần việc thanh niên tiêu biểu, xây dựng 160 nhà nhân ái trị giá 6,4 tỷ đồng, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 59.969 bà con nhân dân, vận động 57.544 hội viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện, thu được 43.048 đơn vị máu, thực hiện 130,6 km ánh sáng nông thôn mới với tổng kinh phí 3,8 tỷ đồng. Nhìn lại chặng đường đã qua, tuy còn những khó khăn nhưng có thể khẳng định rằng tổ chức hội trên địa bàn toàn tỉnh ngày càng phát triển mạnh mẽ.
thông qua hoạt động đã tạo cơ hội để thanh niên được học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh tỉnh nhà. Nhiệm kỳ mới, nhiều thanh niên mong muốn Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tiếp tục phát triển, thực sự là nhịp cầu nối, là ngôi nhà chung và là người bạn đồng hành của mọi tầng lớp thanh niên Thừa Thiên Huế. Chi đoàn là một cái tế bào của Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thì câu lạc bộ đội nhóm là cái xương sống của Tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Thì với vai trò của cá nhân mình thì trong thời gian tới mình cũng sẽ tập trung vào các cái mạng để chúng ta xây dựng mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Chẳng hạn như là về sẽ đề xuất kiến nghị đến các cái cấp ủy, chính quyền của cấp trên chúng ta không ngừng tiếp tục lãnh đạo, quan tâm và chỉ đạo sâu sắc cho phong trào công tác hội và tổ chức thanh niên ở trên địa bàn thị xã cũng như trên địa bàn tỉnh nói chung, thường xuyên tổ chức các hoạt động từ máng niềm bất ngờ mới mẻ cho đến tạo được cái sự niềm đam mê cho tất cả các hội viên thanh niên, từ đó tạo được cái sức thu hút và đoàn kết của các bạn. Nhiệm kỳ này thì bản thân tôi muốn tổ chức hội sẽ tổ chức những cái hoạt động thiết thực cụ thể mang màu sắc của hội nhiều hơn để lan tỏa đến từng đoàn viên thanh niên, để cho từng đoàn viên thanh niên lại ý thức được cái việc tham gia của tổ chức hội nó vui vẻ, bổ ích. Và những cái hoạt động sắp tới thì cũng có sự phối hợp giữa tất cả các đoàn thể chính trị xã hội của địa phương để cái hoạt động của hội ngày càng lan tỏa đến từng tổ dân phố, từng thanh niên. Hội Thanh niên Việt Nam sẽ là đơn vị hỗ trợ kết nối cho các start-up, các thanh niên khởi nghiệp. Hội sẽ tổ chức ra những hoạt động, những cái khóa đào tạo và những hỗ trợ giúp cho cái tinh thần khởi nghiệp của thanh niên Việt Nam phát triển. Thưa quý vị, vào lúc 7 giờ 45 phút sáng nay, ngày 30 tháng 7, Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế sẽ tường thuật trực tiếp Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 7, nhiệm kỳ 2019-2024 trên sóng truyền hình TRT và website trt.vn. Mời quý khán giả chú ý đón xem. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Nhằm đảm bảo mỹ quan của đô thị, huyện Quảng Điền vừa tổ chức đợt ra quân lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thị trấn Sịa. Đợt này, các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng người dân, các chủ cửa hàng lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh mua bán, quảng cáo. Hiện nay trên địa bàn thị trấn Sịa, hơn 200 hộ dân sống ở hai tuyến đường Kim Thành và Nguyễn Vinh, chủ yếu kinh doanh, buôn bán. Qua kiểm tra, hầu hết các hộ này vi phạm lấn chiếm lòng vỉa hè để sản xuất kinh doanh. Đoàn đã nhắc nhở các chủ cơ sở, các hộ dân tự giác tháo dỡ. Sau 3 ngày, nếu các hộ dân không thực hiện, đoàn sẽ tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định. Sau đợt ra quân lần này, huyện cũng sẽ duy trì lực lượng thường xuyên quản lý và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, kiên quyết không để tồn tại tình trạng kinh doanh bán hàng trái phép, đổ vật liệu xây dựng trên vỉa hè, lòng đường gây mất mỹ quan và an toàn giao thông đô thị. Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức thiết kế, lắp đặt đèn trang trí phù hợp để tạo thêm nét đẹp về đêm của đô thị. Công an huyện Phong Điền cho biết đơn vị vừa phát hiện bắt giữ một tài xế xe khách điều khiển phương tiện dương tính với ma túy. Vào lúc 5 giờ ngày 29 tháng 7 tại km 794-50 thuộc địa phận xã Phong Thu, huyện Phong Điền đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông do xe ô tô biển kiểm soát 75A08979 chạy trên quốc lộ 1A hướng Huế, Quảng Trị. Đến địa điểm trên thì tự đâm vào lan can sắt. Công an huyện Phong Điền đã đến hiện trường triển khai các biện pháp bảo vệ hiện trường, làm rõ nguyên nhân tai nạn và cảnh báo phương tiện tham gia giao thông. Đến khoảng 5 giờ 45 phút thì một xe ô tô khách biển kiểm soát 51B00514 do tài xế Trần Văn Mạo, sinh năm 1987, trú tại tỉnh Nghệ An điều khiển. Bất chấp hiệu lệnh của lực lượng cảnh sát giao thông, lái xe đâm vào xe ô tô vừa gây tai nạn trước đó. Rất may đã không có thiệt hại về người. Công an huyện Phong Điền đã tiến hành test nhanh, phát hiện tài xế Mạo dương tính với ma túy. Qua lời khai ban đầu, được biết sau khi sử dụng ma túy từ trong bến xe thành phố Hồ Chí Minh, Mạo đã điều khiển phương tiện ra Huế trong trạng thái tinh thần bị kích thích. Hiện công an huyện Phong Điền đang lập hồ sơ để xử lý theo quy định. Kết thúc chương trình Huế ngày mới sáng nay là thông tin thời tiết trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tại Thừa Thiên Huế ngày hôm nay, do chịu ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp có trục tây bắc đông nam đi qua khu vực Bắc Bộ nối với một vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông, gió tây nam hoạt động mạnh dần nên ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 25 đến 36 độ, độ ẩm 70 đến 76%.
Thời tiết biển có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m.